ta sẽ vẽ em bé nhá. Cũng là một series vẽ, đó chính là thử thách vẽ người thân trong gia đình. Wow. Mình sẽ vẽ từ bé đến lớn. Đầu tiên sẽ từ em bé nhỏ nhất. Đó chính là em gì các bạn biết không? Em cà rốt, dễ thương lắm. Các bạn nhìn thấy em cà rốt dễ thương chưa? Nào, Anna bà cuội này. Lớn lên đây các bạn ơi. Wow, là một thanh niên rất là chững chạc luôn. Ý, có hai cái răng nhô ra bên ngoài này. Nhìn hai cái răng của em đây này các bạn này. Mũi nè. Wow. Rất là giống với cả hồi bé luôn nha. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem tác phẩm của Anna nào. Đây là mẹ mình hồi nhỏ nè. Đây, con để lên hẳn lên trên bàn cho các bạn xem nào. Wow, mẹ còn nhỏ này, mẹ mặc một cái váy xòe hình chữ A với trái tim màu tím, xinh quá. Một bông hoa màu vàng điểm ở giữa này. Và tóc mẹ cũng buộc lệch một bên nha. Mẹ đang mắt nhắm mắt mở này. Giống như thế này này. Wow. Nghe là có ông mặt trời. À, ông mặt trời. Anna vẽ cả khung cảnh đằng sau ấy các bạn ạ. Xinh thế nào. Bức tranh thứ hai Anna vẽ mẹ là như thế nào? Đây bức tranh của mẹ. Wow. Bức tranh này của wow. Mẹ mặc một cái váy có nhiều vảy cá, có màu xanh đẹp quá. Có một cái vải để dài. Váy của Elsa. Mẹ Elsa có một tà áo dài ra đằng sau nữa. Thướt tha. Wow, nhìn váy của mẹ Elsa xinh á. Nhìn vào đây nhá, chúng ta sẽ cảm giác như chúng ta đang ở biển đấy các bạn ạ.
Còn đây là Tuyết, mẹ mình lớn lắm rồi. Mẹ mình có một cái tóc màu xanh lam. À, và tóc. Và mẹ mình làm tuyết rơi. À, mẹ làm với cả tuyết rơi nữa các bạn ạ. Tuyết rơi xung quanh này, mẹ cũng để búi tóc sang một bên các bạn ạ. Còn đây là giày của mẹ mình. Giày của mẹ mình là Elsa. À, giày Elsa màu xanh. Nhưng nó phải để hở ra chỗ này. Đúng rồi. Giày cao gót. Đúng rồi, chính xác, đấy là giày cao gót nhá. Các bạn ơi, các bạn thấy bốn bức tranh này như thế nào? Các bạn hãy ấn like để ủng hộ hai bạn ấy nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.